Xin chào mừng tất cả anh em đã đến với Lê Khôi Audio. Thì theo cái dự tính là hôm nay sẽ ghép một hai bộ ghép để giới thiệu tới anh em. Nhưng mà mình tính thì cũng không bằng trời tính. Sài Gòn thì đang mưa, mà cái điều kiện xung quanh thì không tốt. Anh em đang nghe đó, máy bay bay xung quanh thì người ta may công nghiệp. Nói chung là cái điều kiện không tốt để mình quay cái clip. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất âm, nghe nó tạp âm, nghe nó kỳ cục lắm. Tại vì nhà Khôi thì đây, quay luôn cho anh em xem này. Đây nó trống quắc à, từ phía sau cái cầu thang ha, rồi nó trống từ trước ra sau vậy nè. Đi lên phía trên đấy, ở nhà nó rất là cao, phòng rất là rộng. Chất âm nếu mà lệch vào cái tiếng xe chạy rồi mấy máy công nghiệp đang quay hoặc là trẻ con đang chơi thì sẽ anh em sẽ làm cho anh em khó chịu chẳng hạn ha. Nên thôi bây giờ Khôi sẽ quay cái clip để soi cái nội thất ha. Hai con âm ly vừa cập bến nha, tại Lê Khôi Audio. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào từng con một nha. Đầu tiên là con Pione FX990. Thì đây cũng là dòng số lớn của hãng, trong cái SX 3 số ha. Thường thường thì thấy SX910 cũng đã lớn rồi, nhưng mà hôm nay là SX990 nha. Bây giờ em sẽ đưa cái camera gần hơn để anh em xem về cái nội thất ở trong ha. Rồi đây, bên trong còn rất là mới. Con này vừa khui chưa vệ sinh thì ví dụ ha, đây nè, em có thể chùi cho anh em xem quay cận luôn ha, chùi bằng tay thôi đó. Là mình thấy nó mới rồi ha. Đó thì đây là bụi ha, đây là bụi nhật ha. Rồi nói về cấu tạo thì con này là thiết kế dòng xuất âm tủ, sử dụng một cái tủ điện thế rất là lớn 80V nha. Rồi tủ này của hãng Elna, tủ trắng rồi. Và thiết kế 4 con sò công suất sò sắt Toshiba chữ đỏ nha. Đây là loại sò bầu, em sẽ đưa camera cận. Loại sò bầu là sò dày anh em ha. Được sử dụng nhiều trong các con âm ly piano cao cấp của hãng. Bên cạnh đó, đây là dòng xuất Mỹ nên được thiết kế sử dụng thêm 2 tủ cao cấp. Thì em sẽ đưa camera sát luôn ha, cho anh em xem cái thông số cũng như là theo cái model của hãng, để những anh em nào có đam mê nghiên cứu thì anh em sẽ tìm ra được cái thông số tại sao hãng sử dụng các cái tủ này nha. Và bên cạnh đó là sử dụng các một số con driver nha của hãng luôn ha, cũng là Toshiba chữ đỏ luôn. Đây cũng là Toshiba chữ đỏ nha. Đây Toshiba chữ đỏ. Rồi đó là về cái ngoại hình ha, cái ngoại hình, cái bên trong cái ruột gan. Đây em sẽ quay thêm một hướng nữa để anh em thấy được là đâu là điện thoại em hết pin, em đang sạc thì nó hơi khó chịu tí. Đây là bảy màu ha, chưa vệ sinh nhưng mà nó đã mới như thế này thì chứng tỏ con này cũng rất là mới nha. Rồi có một mình nữa nên hơi vùng về tí anh em ha, anh em thông cảm. Đây là cái mặt đít của nó ha. Thôi em tháo camera ra luôn để em quay nó cận hơn. Đây là SX990 nha. Và đặc biệt anh em nhìn kỹ, đây là có cái chữ F. F là dòng xuất Mỹ anh em ha. Sử dụng bốn dòng điện, công suất thiết kế là 190W nha, rất là rõ. Đây em chỉ rõ luôn, 50-60Hz nha. Bên này là cái cầu chỉnh điện anh em ha, đây là anten, còn đây là nguồn ra. Anh em có thể sử dụng để cắm CD hay các cái thiết bị khác nha. Đó là về Pione FX990, rất đẹp mắt nha, rất đẹp mắt. Đây là cái mặt đít ha, cái mặt đít. Còn xốp dính luôn ha, còn keo luôn. Nói chung là còn rất là mới ha, rất là hoàn hảo. Bây giờ anh em muốn xem cái mặt dưới thì anh em đợi em lật xuống ha, em sẽ quay luôn cho anh em xem nha. Đây để camera đây luôn ha, em sẽ tháo luôn cái mặt dưới
để cho những anh em chưa bao giờ thấy ha. Mình tò mò tí thì mình sẽ được xem luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ tháo cái này, mình sẽ tháo cho anh em xem ha, cái mặt dưới luôn. Nói chung là việc thật người thật nên không có cái gì phải ngại đâu. Em muốn cái gì em làm hết, nhưng mà mình là anh em thiện chí ủng hộ nhé. Đây, đây là cái mặt dưới anh em ha. Bây giờ em sẽ đưa camera vô. Cái mặt dưới của con Omni. Đây là các cái tủ đây. Những cái con Omni xuất Mỹ thì các cái tủ công suất thì đều được hãng đầu tư rất là cao cấp để sử dụng của hãng Nippon anh em ha. Nippon đây, cộng thêm hai cái tủ này để hỗ trợ nữa nha. Đó, anh em nhìn bên dưới rất là đẹp mắt. Ông ánh bảy màu anh em ha, ông ánh bảy màu. Rồi tiếp theo còn nữa là một cái vỏ gỗ. Đây, cái vỏ gỗ này là dòng cao cấp, dòng xuất Mỹ nên là được sử dụng cái vỏ gỗ lạng. Vỏ này vỏ zin toàn tập luôn, chưa qua xử lý, chưa thậm chí là chưa lau chùi luôn anh em ha. Rồi vậy là mình xong con Pioneer anh em ha. Rồi tiếp theo là con Setup. Con này là S8900, một trong những dòng khá lớn, rất lớn, số lớn nhất, gần như là lớn nhất của hàng rồi. Tại vì con này là mị nòi, dòng Setup này có hai đời, một đời là của Nhật và một đời của Mỹ, thì con này là mị nòi anh em ha. Đây, rất đẹp mắt, em quay cận cảnh luôn anh em xem ha. Không có điểm trừ. Và đi vào ruột gan thì không còn gì phải nói nữa, nó là giống như mới luôn nha. Giống như mới vừa sản xuất luôn anh em ha. Đó. Tất cả là đều hoàn hảo, dính toàn tập nha. Bây giờ em sẽ quay chi tiết luôn các cái phần bên trong nha, để anh em xem. Rất mới, rất đẹp mắt nha. Đặc biệt thích nhất cái mặt phay này nè. Phay này nhìn đã quá. Rồi bây giờ em sẽ quay cái phần sau ha cho anh em. Cái phần sau đây, đây là cái bốn sổ công suất RCA nha. Thông số nằm ở đây, thiết kế là công suất là 215W nha, điện 115 đến 125V, cũng rất là tiện dụng nha. Còn bên này là loa, đến hai cặp loa ha, hai cặp loa. Rồi thì sử dụng các chức năng cũng cơ bản như các con Omni khác. Thì về cái phần sử dụng thì chắc còn không cần giới thiệu thêm, nhưng mà có những cái điều em lưu ý ở trong này là tất cả các cái linh kiện, còn mấy những transistor này là đều sử dụng chân vàng. Đây anh em ha, chân vàng nổi lên luôn. Chân vàng này. Đó, kể cả con transistor lớn này cũng là chân vàng. Đó. Nên con này có chất âm rất hay anh em ha. Bên này có trên cái bao công suất này có hai con sổ kích nữa nha, và một số transistor đều là chân vàng. Đó là cái điều đặc biệt đến từ hãng của Mỹ Setup nha. Con này còn nguyên cả nắp sắt ha, nắp sắt còn rất là mới anh em nha. Đây cái nắp sắt em để trên này, nắp sắt còn rất là mới, nhìn là giống như mới vừa sản xuất luôn. Nói chung là đồ bài lâu năm, nhưng mà gặp được con này như vậy là rất đẹp. Còn cái vỏ gỗ thì made in Việt Nam nha. Made in Việt Nam như đóng luôn, rất là chắc chắn và rất là đẹp mắt. Rồi, như vậy là xong anh em ha. Em đã giới thiệu xong về hai con Omni. Một con là Setup, số lớn nhất của cái dòng này là 8900 của Mỹ đòi. Còn thứ hai là con Pioneer. Con này là dòng Omni xuất Mỹ. Số lớn nhất SX990, dòng xuất ống tù công suất lớn 190W nha, đánh tốt các loa 3-4 tấc. Anh em lưu ý là đến các cái dòng loa cổ là hay nhất nha. Vậy là xong, máy bay này đang bay ở phía trên nữa nha, nên nó hơi ồn một tí. Vậy là mình xong hai con Omni. Thì về cái hình thức thì quá đẹp, ruột gan đẹp, máy móc zin anh em có thể chốt ngay và liền nha. Còn nếu anh em nào kỹ tính hơn thì có thể là xem hình ảnh ở trên trang YouTube, trang
trang Facebook cá nhân Lê Khôi, Khôi Lê Đình trên chợ Loa 27 Sài Gòn. Đó cũng là cái group cái chợ là do chính Lê Khôi sáng lập. Ngoài ra anh em có thể là add Zalo, số điện thoại thì ngay cái kênh tên kênh luôn. Lê Khôi Audio 0962 828384. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Lê Khôi ngày càng phát triển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.